Hello, xin chào anh chị. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 anh chị. Bên em vừa mới về một em Vios. Vios này đó thì bên em hiện tại đang có rất là nhiều xe anh chị. Hiện tại đấy em hình như là em đó tới 5 xe Vios lận đó nha anh chị. Nhưng mà bữa nay đặc biệt em sẽ quay riêng em Vios 2018 bản E số sàn cho anh chị nha. Tại vì em có cái lượng khách hàng đang cần tìm để mà chạy dịch vụ á, nếu anh chị mà đang tìm á thì nghiên cứu thử em này giùm em. Đây là Vios E đời 2018 số sàn. Xe thì sở hữu cho mình nước sơn màu ghi vàng nha. Đây mà anh chị vô trong phần khoang nội thất nè. Xe thì có màn hình mà màn hình này là hơi nhỏ tí xíu anh chị. Nếu anh chị thích á thì lên đây tụi em sẽ hỗ trợ cho mình bộ màn hình ha. Thì thông thường một bộ màn hình nó sẽ gồm 3 món anh chị, màn hình camera và cam hành trình cho mình luôn. Này. Rồi có phần tapi nè. Xe này thì bên em đã kiểm tra về cái phần kỹ thuật là xe không lỗi anh chị ha. Phần chỉ còn đầy đủ nha. Đời nó cũng khá là cao, với lại Vios thì nó là nhà thương hiệu của Toyota nên cái mức độ mà bền bỉ á thì ai cũng biết hết trơn rồi, nên em cũng không cần phải nói nhiều về nó. Quan trọng là anh chị cứ tham khảo mình xem, thứ nhất là màu, thứ hai là nội thất. Nội thất thì nó cực kỳ chuẩn luôn, không bị rách rưới mà đã được bọc mới rồi. Có trần bọc cũng đã bọc rồi thì cách âm tốt cho mình nha. Sàn mình cũng đã có đốt sàn luôn rồi. Còn về vỏ thì em thấy vỏ nó cũng còn được 70-80% anh chị. Mâm thì không có bị dày xước gì hết. Nó hơi dơ tí xíu tại giờ xe này tụi em cũng mới đi công vụ về. Mới vừa đi mua xe về anh chị. Em quay cho anh chị xem tham khảo. Biển số của nó là ở Bến Tre nha. Thì Vios thì cái khoang máy cũng cực kỳ rộng. Khoang phía sau cũng rộng rồi nè chị. Mà anh chị vô xem. Cái phần mà chỗ mà để vỏ xe cua nè. Ồ, vỏ cái mâm đẹp ghê chưa. Rất là sáng ha. Có nhiều anh chị ngại khi mà mua xe mà biển 71 thì nghĩ là chắc mục mọt hay gì đó. Thì thực ra là không có nha anh chị. Cũng tùy theo vị trí của cái người khách. Thì xe này em đánh giá thì nó không có bị mục một gì hết. Và đồng thời đời nó cũng rất là cao, 2018. Này, đầy đủ ha. Kim bấm đầy đủ. Tất cả xung chỉ đâu còn nguyên xi hết nha. Không bị mất miếng nào. Rồi. Vỏ thì em thấy bốn vỏ đều như nhau nha. Mâm thì bên em cho nó xử lý là nó đã sơn rồi, không có bị chày xước gì hết. Mình đã dán phim cách nhiệt và có cả dè che mưa cho mình luôn rồi. Nè, anh chị xem nè ha, xe gia đình thì nó không có bị tupi tup lô đồ, rất là đẹp. Nó còn cả cái vân của nó luôn á anh chị. Xe thì trang bị cho mình là số sàn nha. Em coi con Audo thì thông thường anh chị cũng hay hỏi em Audo. Audo của nó là hiện tại là 103.000 nha anh chị. Số sàn này để em đề máy cho anh chị nghe nha. Vios thì hiện tại bên em có đầy đủ số sàn, số tự động đầy đủ. Em có mà số sàn thì em đang có là 2017 với lại 2018 nha anh chị. Tiếng máy nổ rất êm. Máy bên em là đã vệ sinh rồi, nhưng mà trước khi giao cho anh chị tụi em sẽ vệ sinh lại một lần nữa. Tại nói chung ra ngủ đêm sáng ngày là có thể là bụi nè anh chị. À, cái này là bụi nha. Máy khoang máy là rất là sạch, gọn gàng. À, cabo của mình rất là thẳng ha. Còn về đèn thì hai cái đèn trước rất là sáng anh chị ha. Cái này thì người ta chưa có lên cho mình là đèn gầm nha anh chị. Thí dụ mình thích thì mình lên, còn không mình để nguyên zin cho nó cũng được. Thì để nguyên zin thì nó sẽ dễ đăng kiểm cho mình. Em này là Vios E đời 2018 số sàn, đăng kiểm còn dài nha anh chị, tới tháng 7/2026 luôn. À, anh chị nào quan tâm với em xe này thì liên hệ với em nha, 0777525999. Em đang bán với giá là 330 triệu nha anh chị, bao rút hồ sơ cho anh chị ha. À, anh chị nào muốn xem xe thì đến trực tiếp giùm em số 85 đường dẫn cao tốc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh mình. Em cũng xin kết thúc clip
quay hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.